Nga mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng rúp đối với hàng xuất khẩu. Hàn Quốc quyết định xin gia nhập CPTPP. Năng lượng hydro, nhiên liệu của tương lai. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4, Điện Kremlin cho biết Nga muốn mở rộng sử dụng đồng rúp trong thanh toán các mặt hàng xuất khẩu của nước này ngoài khí đốt. Tuy nhiên thì chưa xác định thời hạn để thực hiện việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Tổng thống Nga Putin đã đề ra phương châm mở rộng từng bước và có hệ thống phạm vi sử dụng đồng rúp trong thương mại. Theo đó, cách tiếp cận này sẽ được đẩy mạnh đối với tất cả các loại hàng hóa. Theo ông Peskov, hiện còn quá sớm để đưa ra thời hạn và các chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề trên vì đây là công việc khá phức tạp. Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow dự kiến gia tăng đáng kể tỷ lệ thanh toán bằng các đồng tiền quốc gia trong thương mại với nước ngoài. Theo ông, các bước đi quan trọng trong hướng này đang được thực hiện và nhiệm vụ then chốt là chuẩn bị thị trường tiền tệ trong nước đáp ứng sự chuyển đổi này để mọi đồng tiền nước ngoài có thể tự do trao đổi với đồng rúp của Nga. Ngày 15 tháng 4, Hàn Quốc đã quyết định xin tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trong bối cảnh nước này tìm cách đa dạng hóa danh mục xuất khẩu khi nền kinh tế gia tăng bất ổn. Các quan chức Hàn Quốc cho biết quyết định xin tham gia CPTPP đã được thông qua tại một cuộc họp của các bộ trưởng liên quan đến lĩnh vực kinh tế trong ngày 15 tháng 4 và chính phủ sẽ chính thức đệ đơn xin gia nhập sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước, bao gồm báo cáo lên Quốc hội. Trước đó, thì chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này dự định xin gia nhập CPTPP trước khi nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Moon Jae-in kết thúc vào ngày 9 tháng 5 tới. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán cuối năm 2019, ngày 14 tháng 4, lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận gần 30.000 ca mắc mới, kể cả các ca nhiễm không triệu chứng. Thượng Hải tiếp tục là tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc với 27.800 ca mắc mới trong ngày 14 tháng 4. Số ca nhiễm tăng liên tiếp trong 12 ngày, theo chuyên gia Ủy ban Y tế Thượng Hải lý giải là do xét nghiệm rộng, dịch bệnh lây nhiễm theo chuỗi gia đình, trong đó chủ yếu là biến thể Omicron tàng hình lây lan nhanh và tiềm tàng. Dù chưa ghi nhận ca tử vong nhưng với dân số già, chính quyền thành phố quan ngại vì đã có một số trường hợp mắc bệnh nặng. Một số quận đường nới lỏng đi lại để giảm tải cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhưng gần như Thượng Hải đang bị phong tỏa toàn thành phố. Cơ quan chức năng Thượng Hải cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phong tỏa và kêu gọi tất cả người dân đoàn kết chống dịch. Cơ quan Y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE. Đây là một biến thể lai và được cho là có khả năng lây nhiễm cao, nhưng không gây ra các biến chứng nghiêm trọng hoặc có thể làm giảm hiệu quả của các vaccine hiện có. Một trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh Australia tại bang New South Wales vào tuần trước đã được cơ quan y tế xác nhận là mắc biến thể Omicron XE có khả năng lây nhiễm cao. Đây là ca mắc biến thể XE đầu tiên được ghi nhận tại Australia sau khi biến thể này lần đầu xuất hiện tại Anh vào đầu năm nay. XE là biến thể tái tổ hợp có chứa vật chất di truyền từ cả hai chủng của biến thể Omicron gồm BA1 và BA2, hay còn gọi là Omicron tàng hình. Thưa quý vị, thế giới đang đặt cược vào năng lượng tái tạo để thay thế các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Và một trong những nguồn năng lượng tiềm năng nhất là năng lượng hydro. Đây là nguồn năng lượng vô tận và thân thiện với môi trường. Và trước tình hình xung đột tại Ukraine đẩy giá nhiên liệu tăng cao, càng thúc đẩy thế giới nói chung và các nước châu Âu nói riêng đầu tư mạnh mẽ hơn vào nhiên liệu hydro nhằm giảm lệ thuộc vào dầu khí Nga. Ngôi làng Bosbu, phía bắc nước Đức, đang thực hiện một dự án thí điểm trong việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang hydro. Hai chiếc xe buýt chạy bằng năng lượng hydro đang vận hành trên các tuyến đường ở làng Bosbu. Một số trạm tiếp nhiên liệu đã được xây dựng để ô tô nạp đầy hydro. Nó rất yên tĩnh, bạn chỉ nghe thấy tiếng động cơ điện và thiết bị lái, dù đôi lúc có nghe thấy tiếng hành khách nói chuyện, bạn cũng sẽ tập trung hơn vào việc lái xe. Một chiếc ô tô chạy bằng hydro có giá cao gấp đôi so với mẫu xe chạy bằng động cơ diesel. Đi kèm với nó là giá nạp nhiên liệu cũng không hề rẻ. Để lái 500 km sẽ phải mất 50 euro để nạp hydro, đắt gấp đôi so với xe điện. Chúng ta phải làm quen với thực tế là nền kinh tế xanh đắt hơn nền kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thạch. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho việc bảo vệ khí hậu. Nhưng tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc cứu thế giới. Công nghệ này đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Nếu được sử dụng trên quy mô lớn, giá thành sẽ rẻ hơn.
Người dân ở đây cho rằng chỉ vài năm nữa, năng lượng hydro thân thiện với môi trường sẽ có giá tương đương với năng lượng thông thường. Dự án thử nghiệm ở làng Bosbu chứng minh rằng năng lượng hydro phù hợp để sử dụng hàng ngày. Trên thế giới, Nhật Bản đã tuyên bố chuyển đổi sang nền kinh tế hydro từ năm 2014. Các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Xê Út cũng đang sử dụng tiền thu được từ dầu mỏ để tái đầu tư vào năng lượng hydro. Còn tại châu Âu, EU đã công bố chiến lược hydro, mục tiêu tăng tỷ trọng sử dụng nguyên liệu hydro từ 3% hiện nay lên 14% vào năm 2050. Một nhóm cổ phiếu đang được các thị trường chứng khoán châu Âu quan tâm, đó là chứng khoán của các công ty nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay dùng hydro hóa lỏng hoặc chế tạo các thiết bị lưu trữ, vận chuyển cũng như nạp hydro cho máy bay. Giám đốc điều hành của Airbus, ông Guillermo Fauri cho biết, ngành hàng không sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn nếu không thể cắt giảm lượng khí thải carbon kịp thời. Máy bay chạy bằng hydro là giải pháp cuối cùng về chung và dài hạn cho ngành hàng không. Chúng tôi đang xem xét khả năng đưa máy bay chạy bằng hydro ra thị trường trong tương lai chung và dài hạn. Vấn đề chuyển đổi năng lượng cũng được đề cập sôi nổi trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương diễn ra hôm 28 tháng 3 ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng tôi đang điều tiết tất cả các nguồn lực có thể trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư hàng tỷ đô la vào nghiên cứu và phát triển hydro. Hydro là một công nghệ thay đổi cuộc chơi bởi vì nó có thể làm nền tảng cho khí đốt và cho năng lượng tái tạo. Một nền kinh tế hydro sẽ xuất hiện như đã xuất hiện nền kinh tế dầu khí, sẽ buộc phải thay đổi tận gốc những hạ tầng cơ sở của nền kinh tế hóa thạch cùng các hoạt động của con người. Bởi hydro và pin nhiên liệu là chìa khóa giải quyết vấn đề ô nhiễm bầu khí quyển và sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là mối lo của toàn thế giới hiện nay khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngân hàng Trung ương Singapore vừa ra quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ và cho biết động thái này được dự báo rộng rãi sẽ làm chậm đà lạm phát tại quốc gia này. Quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ 3 trong 6 tháng qua được Singapore đưa ra khi các số liệu riêng biệt của chính phủ nước này cho thấy động lực kinh tế của Singapore đã suy yếu trong quý đầu tiên của năm 2022. Giá đồng đô la Sing đã tăng lên khoảng 0,5% sau tuyên bố và đạt mức cao nhất trong một tuần là 1,3552 đô la Sing đổi 1 đô la Mỹ. Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo điều tiết chính sách tiền tệ dựa trên các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái thay vì điều chỉnh lãi suất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc áp đặt một quy định trên toàn Liên minh châu Âu-EU về mức lương trần cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Lời kêu gọi của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh các khoản lương thưởng cho các lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng cao tới mức phi lý. Tranh luận về mức lương trần cho các lãnh đạo doanh nghiệp nổ ra sau khi ông Carlos Tavares, giám đốc điều hành của hãng ô tô Stellantis hồi năm ngoái, được hưởng lương thưởng tới 19 triệu euro. Khoản chi trả này được cho là quá mức và gây sốc. Tổng thống Pháp Macron cho rằng EU cần có hành động đấu tranh ở cấp liên minh để bảo đảm thu nhập của giới chủ không quá mức. Ông nhấn mạnh cần ấn định mức trần và thực hiện quản lý trong phạm vi toàn châu Âu để mọi chuyện ở trạng thái chấp nhận được. Nếu không, xã hội sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh mức lương cơ bản 2 triệu euro, giám đốc của Stellantis được nhận 7,5 triệu euro tiền hiệu suất, 2,4 triệu euro tiền đóng góp hưu trí và 1,7 triệu euro tiền thưởng liên quan đến vụ sáp nhập thành công. Ông cũng nhận được 5,6 triệu euro tiền lợi tức cổ phiếu của công ty. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.